Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú ếch nhỏ tên là Tích Đa Liếp. Tích Đa Liếp thích chơi đùa dưới nắng. Chú ta gặp những người bạn của mình bên hồ, cùng họ nhảy lên những đóa sen. Một, tám, chín, ba mươi. Tớ thắng rồi, tớ thắng rồi. Tớ vừa nhảy qua 10 bông sen, tớ thắng nhé. Cậu đúng là giỏi quá đi, cậu lại thắng tiếp rồi. Nhảy nhót nhiều khiến cho chúng rất mệt và khát nước. Nào, ta đi uống nước thôi. Ba người bạn ếch nhảy đến một chiếc lá to và bắt đầu uống nước. Tích Đa Liếp uống nước rất nhanh, khiến các bạn khác phải lên tiếng nhắc nhở. Nè cậu, cậu uống chậm thôi, bụng cậu sẽ phình to ra đó. Nhưng tớ khát lắm, tớ vẫn muốn uống nữa đó, uống nữa, uống nữa. Tớ nghĩ là chúng ta nên ngăn cậu ấy lại. Một lúc sau, Tích Đa Liếp đã uống nước đến no căng bụng, rồi đột nhiên dừng lại. Bởi vì trong hồ đã cạn khô nước. Hả? Vừa rồi nhiều nước ở đây lắm mà, đâu hết rồi? Ngọp, ngọp, ngọp. Vì cậu đã uống hết đó, Tích Đa Liếp ạ. Gì cơ? Ngọp, ngọp. Tớ còn cảm thấy như chưa uống ít nước nào cả đó. Ngọp. Cậu uống cạn hồ nước rồi mà vẫn còn chưa đủ hả? Còn chỗ nào trong rừng có nước nữa không? Nói cho tớ biết đi, nhanh lên, nhanh lên. Ngọp, ngọp, ngọp. Có một nhánh sông nhỏ ở sau cái cây khổng lồ đằng kia. Đừng có nói, lỡ đâu cậu ta lại uống cạn nước ở con sông đó thì sao? Tích Đa Liếp bỏ trốn khỏi bạn bè với cái bụng căng phồng. Những người bạn ếch kinh ngạc nhìn theo. Chúng liền chạy đi thông báo cho hà mã khổng lồ. Vào lúc đó, hà mã khổng lồ đang nghỉ ngơi dưới gốc cây. Còn cáo trợ lý của anh ta đang canh ngay phía trước. Chào anh cáo, chúng tôi có chuyện gấp, cần nói với anh hà mã nè. Nhưng mà bây giờ anh ấy đang ngủ say rồi. Chuyện này rất khẩn cấp, anh đánh thức anh ấy dậy đi. Chẳng hay là có chuyện gì còn quan trọng hơn cả giấc ngủ của anh ấy hả, mấy chú ếch nhỏ? Anh cáo à, nhanh lên đi, không thì chúng ta sẽ chẳng còn giọt nước nào để uống nữa đâu. Nhanh lên, làm ơn. Khi cáo nhìn thấy sự sợ hãi và khẩn trương của những bạn ếch, nó đã đánh thức hà mã khổng lồ dậy. Hà mã mở to mắt và cúi xuống nhìn hai người bạn ếch. Những con ếch kể lại những gì đã xảy ra, và sau đó chúng nhảy lên đầu hà mã khổng lồ và đi tìm Tích Đa Liếp. Nếu như cạn kiệt nước thì đó sẽ là một thảm họa cho các loài vật ở trong rừng đó. Đúng lúc đó, Tích Đa Liếp vừa đến con sông nhỏ. Nước đây rồi, thật là ngon. Wow. Một con thỏ nhìn thấy Tích Đa Liếp đang uống nước bên sông thì cũng chạy đến đó uống nước, nhưng lại bị cảnh cáo bởi chú ếch. Này thỏ, tất cả nước ở đây là của tôi, cậu đi chỗ khác mà uống đi, nhanh lên. Bộp. Nhưng còn chỗ nào có nước ở xung quanh đây nữa đâu, ngay cả hồ cũng cạn khô rồi. Nhưng chú ếch uống hết nước ở sông mà không nghe lời nói của thỏ. Bây giờ
bụng chú ta còn to hơn trước. Còn chỗ nào có nước không nhỉ? Thỏ mở to mắt, ngạc nhiên. Anh vẫn muốn uống nước khi đã uống hết nước ở sông mơ. Tôi còn chưa kịp uống một ngụm nào. Ừ. Wow. Tôi đã uống hết nước ở hồ, sông. Tôi sẽ uống hết tất cả. Tích Đa Lít tiếp tục đi tìm nguồn nước trong rừng, với cái bụng càng ngày càng phình to. Bất cứ nơi nào cậu ta nhìn thấy một dụng nước nhỏ, cậu ta uống sạch sẽ nước ở đó. Những loài vật trong rừng vô cùng ngạc nhiên khi thấy hồ cạn khô nước, con sông không còn chảy nữa, không một con cú nào hay linh dương tìm thấy nước. Cuối cùng, hà mã khổng lồ và những người bạn ếch nhỏ đã nhìn thấy thỏ con buồn bã đứng bên sông. Bạn có thấy một con ếch tham ăn đến đây không hả thỏ? Có thấy không? Có, anh ta đi về hướng đó. Anh ta thậm chí còn uống những dụng nước nhỏ do mưa tạo thành. Hà mã khổng lồ phóng hết sức theo dấu chân của Tích Đa Lít. Những loài vật khác cũng đi theo ở phía sau. Tích Đa Lít vừa định uống dụng nước cuối cùng mà nó nhìn thấy, thì hà mã và các loài khác xuất hiện trước mặt cậu ta. Nè cậu, hãy dừng lại đi. Cậu đã uống hết nước trong rừng và khiến chúng tôi không còn gì để uống nữa rồi. Cậu phải trả lại nước trong hồ và sông đi. Bạn của cậu nói đúng đó, Tích Đa Lít. Một con hà mã khổng lồ như tôi hay chú chim nhỏ mà cậu thấy đều cần nước hết. Thật sự chúng ta rất cần nước. Ngay cả thực vật, cây cối, côn trùng cũng cần nước. Làm ơn trả lại nước mà cậu đã uống vào bụng cho chúng tôi đi. Mặc dù các con vật trong rừng đã gian xin, nhưng Tích Đa Lít cũng không trả lại nước mà cậu ta đã uống. Ôi, chúng ta nên làm gì đây? Nếu như chúng ta có thể làm cho cậu ta cười, cậu ta sẽ không nhịn được mà sẽ nhả hết nước ra thôi. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu ấy cũng rất thích cười. Thỏ tìm thấy một chiếc mũ và bắt đầu làm trò vui cho ếch. Mặc dù Tích Đa Lít thấy thỏ rất vui, cậu ta kìm nén không cười. Lần này gấu trúc đã ở trên sân khấu. Anh ấy bắt đầu nhảy hài hước đến nỗi các con vật khác trong rừng đều cười anh ấy. Nhưng Tích Đa Lít vẫn không cười trước điệu nhảy của gấu trúc. Sau đó, chú sóc nhỏ nhanh chóng bắt đầu vẽ một bức tranh. Những con vật trong rừng bắt đầu hy vọng chờ đợi. Tất cả đều bật cười khi sóc cho xem bức tranh mà cậu ta đã vẽ. Nhưng Tích Đa Lít thì không. Cuối cùng, hà mã khổng lồ xuất hiện trên sân khấu, không phải để làm cho mọi người cười mà vì tức giận. Bây giờ tôi rất tức giận, Tích Đa Lít à. Dưới thân hình khổng lồ, hà mã bắt đầu nhảy và gầm gừ như một con ếch đầy âu lo. Tất cả các con vật đều cười trước sự hài hước của hà mã. Cuối cùng, chú ếch Tích Đa Lít không thể chịu đựng được và bắt đầu cười hà mã như những con vật khác. Ngay khi miệng cậu ta mở ra, tất cả nước cậu ta uống đều phun ra khắp nơi. Tất cả nước cậu ta đã uống đều phun ra khắp nơi. Hồ đã trở lại trạng thái ban đầu. Con sông bắt đầu chảy trở lại, và cả những dụng nước nhỏ cũng đã lấp đầy nước. Khi Tích Đa Lít cười, bụng của cậu ta co lại,
dần trở về hình dạng một chú ếch dễ thương như trước. Cậu làm tốt lắm đó. Cậu đã không để tất cả chúng tôi và khu rừng này bị khát. Cậu không còn bụng bự nữa. Cậu có thể dễ dàng nhảy lên lá sen rồi. Ôi, tớ đã có một cái bụng bự. Bây giờ tớ thật sự thấy nhẹ nhõm trong người lắm đó. Lần tới khi cậu cảm thấy khát, hãy nghĩ đến những người khác biết chưa. Không chỉ bản thân cậu Titalita, mọi loài vật khác trong khu rừng này cũng cần nước như cậu. Ví dụ, tôi phải đi tắm ngay bây giờ. Mọi người đúng là những người bạn tuyệt vời. Các loài vật trong rừng rất vui khi có nước trở lại, vì nước là phần quý giá nhất của rừng.